Ok, chào anh em nha, mình là Craybatch. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nên em thấy hay cho một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. Ok luôn. Hôm nay mình chơi gấu béo full tăng, ở nhầm full down anh em ạ. Xem nó có đấm ok hay không. Chứ chơi tăng hồi cũng chán. Điều nhé. Đi đâu nhé. Thôi bỏ qua. Mình lướt qua đời nhau đi bạn ơi. Thì mình lướt qua đời nhau đi. Phan cái cầu kia. Này đi chọc. Con mai chám nó bị gì anh em ạ? Nó áp ca luôn rồi. Quá trướng ha. Cái đánh mà nó áp ca luôn rồi sao đánh được. Chịu ơi. Mấy bực thế nên đánh gặp áp ca. Đã thấy bị đông băng ấy chứ. Đen thế. Rồi mà chạm tay mình ngáo rồi. Ui trời ơi. Cây thế còn 35 cầu nữa rồi. Khó quá anh em à, bị ép quá. Bị ép quá mà không ai xuống phụ luôn. Mê. Thế mà không đánh được. Thế ông quen hồi thế. Này thì mua láo. Từ từ đi bạn ơi. Quá wow. Rừng đây. Rồi đi, chiếc thanh niên kia đâu rồi? Ui trời ơi, đông thế. Rồi mình tỉnh mình ơi. Quá bỏ trụ bỏ nhà quá anh em ơi. Chú này 1.2 không đánh được. Mình thì mình lên đa mấy niềm máu không có đâu. Có máu đâu mà tăng đép được. Bỏ thôi. Thôi bỏ đi mà làm nhiều người. Chứ toàn quá. Cứ trên thì ba người rừng không bao giờ xuống ganh cứ dưới luôn sao mà đánh được. Trời ơi. Này thì chạy. Này thì chạy. Đấm phê phết. Đóng cách nào đàn đâu phút đấy luôn em, thuốc phút đấy luôn. Như nào? Bỏ đi. Úi dồi ôi, đáp xuống. Từ từ bình tĩnh em chỉ. Tìm đâu? Quái tìm thế. Tìm kiểu gì đang đánh mà lui hết rồi. Đang đánh mà lui. Thôi quân tì cho nó chắc cú đi. Nó không lại chết nữa nè mày. Ừ. Mày ơi. Ui đông thế. Đáp xuống. Kéo gì trời mé. Quái trưởng gặp thanh niên ngáo đang đấm nhau mà. Ui rồi nó đam phải chết luôn.
quán trưởng gặp thanh niên ngáo đang đánh nhau, mà chở mình đi đâu vậy? Qua đây đang đắm xanh cỏ tại vì năm bốn rồi, đang đắm xanh tại vì mà chở mình đi đâu ấy, chở mình đi đâu, chở đi đâu này, chạy ui, ngủ này thì ngủ, này thì ngủ. Ok, mấy em tí chết luôn anh em ơi, còn đúng một chấm máu luôn. 57 rồi, khá xanh, linh đàm đấm khá ngon ấy, rồi giờ đầu bị ép quá thôi chứ giờ sau lấy lại hết. Hay từ 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 một đấm lên bảng luôn. Thôi 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 mấy bạn ơi, thôi mấy bạn ơi, đùa tí thôi mà. Đùa tí thôi mà, làm gì căng. Nó cứ bị giật giật chón này đi mà. Xài chiều ngủ không được. Anh nhằm xài ulti không được. Phá đấy xài ulti được là ngon rồi. Nó cứ bị con bút nó đánh, cứ nó bị giật 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 ấy. Nhưng bấm thì kêu không được. Cay thế. Là một pha đi nhảm nhí, rớt rớt full cầu, rớt ba mấy cầu. Này thì chạy đấm phép nào là thốn phép đấy luôn ơi. Sao chỗ nào cũng có người chi? Vãi trưởng đánh gì thế mấy ba, nghiêng bốn ông tập trung cứ chơi chết hết bốn luôn rồi thôi á, muốn chịu rồi. Kiểu thế là mít kì, từ rồi không không có áp xét được, không đánh được. Phía dưới không ai thủ này, đây rồi đây rồi. Này. Còn bằng ừ, trời ơi, Quân tì. Từ thôi, đông quá. Mê. Được bút nó đông quá anh em ơi. 68 rồi nhưng mà không ăn thua. Quán toàn. Từ 4 giây nữa mới ra. Rồi đi anh em ơi, từ từ đi, bình tĩnh đi. Kì, bắt đây, bắt đây. Này. Ủa đám đâu thế? Này thì bố lấy không được, không được. Từ từ thôi, cứ nhây nhây thôi, không gì phải xoắn nữa. Làm gì thế men, làm gì thế men. Làm gì thế men. Từ từ từ, còn hai mấy giây kìa, hai mấy giây kìa. Mười giây cho mang bot được.
Ném được phát cuối. Hy vọng là win anh em ạ. Trận này không cần ăn boss luôn, cứ chạy vòng 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 nhay thôi. Tại con gấu này thì mình lên full đam ấy, nên móng nó khó giấy anh em ạ. Được cái đấm phát nào là thốn phát đấy luôn, nổi chí mạng khá phê. Hy vọng là win. Ok, vẫn win anh em ơi. MVP luôn nhá, gấu béo full đam MVP. 128 giết 6 chợ 8 anh em ạ, khá ngon. Ok, chào anh em nha.